chàng thì nhớ cái tình người ta rất biết của mình. Đi vô nhà nào người ta đãi một bữa cơm thì cái ân này lớn hơn bát nước. Vô nhà nào người ta cho mình ngủ một đêm, cái ngủ một đêm này ân lớn hơn một bữa cơm. Phải không nè? Như vậy mà có những người ngày nào cũng cho nước uống, cũng cho cơm ăn, cũng cho áo mặc và cũng cho tất cả những nhu cầu đòi gì được nấy. Người đó là cha là lớn biết chừng nào. Vậy mà những cái ân nhỏ chúng ta lại nhớ là ân lớn chúng ta quên đi. Một đứa bé ra ngoài, bạn bè cho một viên kẹo, viên bánh, nó nói đây là người ơi của nó. Chở nó đi một đoạn đường, nó gọi đây là anh nhân. Tâm sự giúp nó qua một cơn bối rối, nó gọi là anh nhân. Như vậy mà ba mẹ, người cho nó cái ơn như trời như địa, nó lại quên luôn. Cứ cần gây ra một trận hoặc là đánh một trận đòn là nó quên hết những cái ơn đó. Do đó cho nên Phật nói không tội nào lớn bằng bất hiếu. Và vì cái hiếu ở đây có nghĩa là trở ân. Các Phật tử hiểu chữ này chưa? Phải không? Trong một chuyện vui thì tôi có đọc không biết do ai đó họ kể câu chuyện thế này. Có một anh chàng nọ bắt nợ người ta rồi chết quật nợ xuống với viên phủ. Anh chủ nợ sau khi mà mạnh xuống rồi ông xuống gặp cái tên mà bắt nợ mà ở dưới, hai bên vui nhau ra đối chất với viên vương. Anh chủ nợ mới nói dạ cái thằng A này đó nó mượn nợ con, rồi nó quật nó trốn xuống đây, bữa nay con xuống đây nhờ Diêm Vương với Phán Quan đèn trời soi xét cho con bình. Thì Diêm Vương và Phán Quan mới là tra sổ rõ ràng, đã thấy rõ là nó thiếu nợ lớn dữ lắm, cho nên Diêm Vương tán ta tiền mi quá rồi, biết vừa rồi con làm nông dân tay lắm chân bùn được quá, cho nên con sợ con không dám làm người nông nữa. Thành ra nó mà làm trâu thì con phải làm ruộng và con phải chăm trâu được quá, phải xin Diêm Vương đổi qua người khác. Ông Diêm Vương mới nói thôi thì bây giờ ta tiền cho nó ở bợ ngươi 30 đời không để là ở bợ không công á, để trả lại món nợ phải trả. Thì ông chủ này ông nói dạ Diêm Vương quên rồi, ở trên này người ta tiến bộ dữ lắm, thì ta không còn công nhận mà người bóc lột người nữa. Con mà cho nó ở đợi không công á, người ta sẽ thi bình bà con á, làm hại nhân phẩm và bất quyền công dân của nó, khi con còn bị ở tù nữa. Thành ra khó chấp nhận cái hình phạt đó. Ông Diêm Vương mới hỏi vậy chứ bây giờ Diêm muốn nó trả nợ bằng cách nào? Ông chủ nợ nói con muốn á làm trả nợ bằng hình phạt thế này. Con mời ăn, nó cho ăn. Con mời mặt, nó cho mặt. Con mời đi hát, nó cho tiền. Con mời đi chơi, nó mua xe. Tức là bất cứ nhất cử, nhất động, bệnh hoạn, nó là tham hết. Nghĩa là cái gì con đòi là nó phải cung ứng lập tức. Đòi một, nó trả người. Như vậy con vẫn hài lòng. Nhưng như nghĩ hoài, cuối cùng ông kết luận. Như vậy thì chỉ có cách hoặc cho nó làm cha, hoặc làm mẹ đi, nó trả nổi thế này. Cái chuyện này quý vị thấy đúng không? Có ai mà trả nợ mà đòi một trả mười, đòi gì có mấy không, chỉ có cha và mẹ mình thôi. Thì cái câu chuyện đó chúng ta thấy phải phát xuất từ tấm lòng của một người cha và người mẹ nào mà bị con coi như là hất hủi mới nói lên lời đó. Nghĩa là đau đớn đến nỗi nghĩ rằng coi như mình trả nợ nó. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, miếng ngon vật lạ, tất cả quần là áo lụa đều đổ cho con, để rồi cuối cùng nó trở lại coi mình như không có gì hết. Thì không phải nó là mình là nó là chủ nợ của mình là gì, quý vị thấy rõ chỗ này. Cho nên ở đây Phật dạy một người vai trái cộng cha, vai phải cộng mẹ, nuôi nấng suốt cả trăm năm, cung cấp không thiếu một thứ gì cũng chưa đền được cái ơn sinh thành dưỡng dục đó. Có một lần tôi được cử làm khám bệnh ở trong chùa, tôi nuôi nấng một cô bị bệnh thì tôi thấy thật cực quá đi. Nghĩa là chỉ chăm sóc cô này trong tuần lễ mà tôi sụt mấy cái lô. Nhất là một người bệnh hậu quả quả cực khổ lắm. Thì khi đó tôi mới phục những bà mẹ. Khi mà ẵm con nuôi nó qua những cái cơn bọc răng, qua những cơn biết đi, biết đứng, biết bò, và lớn lên thì phải biết là tấm lòng người cha, người mẹ đối với con nặng nề biết bao nhiêu. Như vậy mà đứa con lớn lên lại không phục dưỡng cha mẹ và không làm tròn bổn phận, phá hoại những truyền thống tốt đẹp trong nhà, phá tan tài sản gia đình và bất hiếu, nói những lời vô lễ, thì cái đó Phật nói một trong những trọng tội của người con. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thật ra cha mẹ đối với con có bổn phận phải nuôi dưỡng và dạy cho nó biết lần lần lẫn dữ. Riêng con đối với cha mẹ phải có cái bổn phận gọi là trả ân, cái này gọi là ân điền.
Cho nên Phật nói thế này, người nào mà cúng dường Phật, người này được phước rất nhiều. Nhưng mà người nào trong đời không có Phật đàn tại thế, có hai vị Phật mà chúng ta nên thờ, nên cúng dường. Quý vị lâu lâu thì một thẻ ngang, một cành bông, một nải chuối vô cúng chùa, cái này gọi là có phước. Nhưng mà một ngày mà chúng ta cúng Phật một nải chuối chúng ta có phước, và sáng mà dâng lên cho cha mẹ một bát muối, một bát trà, một chén cơm, phước này ngang bằng với phước cúng dường Phật. Như vậy thì ở đời có hai vị Phật mà chúng ta phải phụng thờ, đó là cha và mẹ của mình. Sự Phật nói một người cúng dường Phật phước báo bao nhiêu thì cúng dường cha mẹ phước ngang bằng bấy nhiêu. Như vậy thì chúng ta đâu cần phải đi đến chùa mới có Phật. Các Phật tử thấy rõ chỗ này chứ. Ở trong nhà mình người nào còn cha mẹ, người đó là còn Phật tại thế. Cho nên có một chàng thanh niên sau khi bỏ nhà ra đi tìm Phật, tìm hoài không thấy, thì anh gặp một người kia mắt cho, nói rằng anh trở về nhà đi, Phật đang ở nhà anh đó. Thì cái Phật của nhà đâu có không thấy. Ông kia người mắt rằng con về đi, ông Phật này ổng hiện thân phần thôi. Nhưng mà có một cái đặc điểm mà ổng quên giấu là chân trái mang vết mặt, chân mặt mang vết trái. Ông về thấy người nào dưới phía đó. Và thanh niên ra lời bôn ba chạy về, chạy hoài không thấy gì hết. Về tới nhà trời đã khuya, ông nói kêu mẹ ơi mở cửa cho con. Và mẹ từ khi con bỏ nhà ra đi thì buồn quá cho nên không đi nào ngủ được, cứ trong nhà ngồi đợi. Nghe biết con mà bừng quá, mà lật đật tuột xuống phản chạy ra mở cửa. Thì dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc, chàng thanh niên thấy mẹ mình chân trái mang vết mặt, chân mặt mang vết trái. Lại mừng quá bà quý cho mà xỏ lộn vết. Thì anh mới quỳ xuống thưa là đây là đức Phật của con. Con bôn ba tìm ngài khắp nơi trong khi ngài ở trong nhà. Thế vậy thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy người ta chỉ mình không cần tìm Phật bên ngoài để cúng dường cúng phước, mà chỉ cần thờ cha kính mẹ, trả lại cái ân sinh thành dưỡng dục một phần nào đó, đó được gọi là phước dường cúng Phật rồi. Thế vậy thì phước cúng Phật ra sao? Phước cúng dường nuôi dưỡng cha mẹ lớn bằng như thế đó. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Đó là này. Thì đó là nói về cái tương quan giữa cha mẹ và con cái. Bây giờ đối với thầy dạy học, hồi xưa gọi là thầy dạy nghề và trò, thì Phật đưa ra những cái tương quan như thế này. Người trò mà đối với thầy phải lễ phép, hầu hạ thầy, hăng hái học tập, tự phục vụ thầy, quyết tâm học nghề nghiệp. Còn thầy đối với học trò phải dạy cho những gì mình đã được dạy, dạy bảo những gì mình đã giữ gìn, dạy cho thuần thục nghề nghiệp, khen học trò với bạn bè quen và tìm chỗ làm cho nó về mọi mặt. Đó là sự quan hệ giữa thầy trò dạy chữ hoặc dạy nghề trong xã hội xưa. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta được gọi là thầy là khi dạy cho mình chữ biết, chữ học hoặc là nghề nghiệp. Thì chỗ này tôi thấy cha mẹ cũng đóng vai trò rất lớn. Hồi nhỏ tôi đi học, tôi về tôi bắt chước mấy đứa bạn trò, bạn học tôi kêu cô giáo tôi bằng con, tôi nói cái con mẹ đó. Mẹ tôi liền bắt tôi nhậm cái đủ biết một buổi chiều để trừ cái khẩu nghiệp con học trò mà dám kêu cô giáo bằng con mẹ, cái tội này là tội bị cắt lưỡi. Rồi mẹ tôi phạt dịnh bắn coi như một tuần để mà bỏ cái tật mà hỗn hào với cô giáo đó. Và cái gì chứ không bao giờ cha mẹ tôi nói xấu thầy giáo cô giáo trước mặt con cái, và sợ nó mất niềm tin ngay thầy và cô. Cho nên lúc mà tôi còn nhỏ học cấp 1 á, không có ba mẹ ở nhà, nhưng mà lời thầy cô có giá trị tuyệt đối với mình. Do đó mà con nít hồi xưa nó đỡ hư hỏng hơn con nít bây giờ. Thì quý vị phải để ý những lời mình phê bình cô thầy trước mặt nó, con nít nó nghe thôi. Thật ra khi mà nó nghe nó thấy à cô thầy mình bị cha mẹ khi dễ, có nghĩa là cô thầy không có giá trị. Thật ra vô trường học nó sẽ không nghe lời thầy và cô. Hồi xưa người ta nói thế này, bún sang thì bắt cầu kiều, bún con hay chữ tôi yêu lấy thành. Và cái gì mới trong xã hội xưa là vương sư phụ, tức là trên hết là vua, kế đó là thầy và đến cha. Cha mẹ sinh ra con, nhưng mà người mà làm cho con nên người, người đó là thầy. Cho nên nếu cha mẹ mà kính trọng thầy đó thì con cái sẽ kính trọng theo. Còn cha mẹ nếu khi dễ thầy, con cái sẽ khi dễ. Nếu mình không có rảnh thời giờ để dạy con thì cha thầy giáo dạy dùm, thì chúng ta phải có bổn phận đừng bao giờ nói xấu thầy giáo cô giáo trước mặt đứa học trò đứa con mình. Nói như vậy con biết nó mất niềm tin, và khi mất niềm tin rồi không cách nào nó nghe lời người mà nó đã khi dễ hết.
Cho nên bổn phận của thầy giáo, cô giáo dạy chữ hoặc nghề nghiệp là phải truyền, phải tác thành cho người học trò. Nhưng mà bổn phận của cha mẹ cũng phải có một cái gì để cho người mà họ bỏ công dạy dỗ con cái mình, họ có một chút yên lòng. Cái cách dạy của người xưa tôi thấy cũng rất là lạ. Có một lần tôi đọc một bài học trong cổ học Trung Hoa, có anh chàng đó đi ra chợ bị người ta nghi là ăn cắp vàng, cho nên bắt anh ta giam khách tháng. Đến khi mà tìm ra thủ phạm vụ ăn cắp vàng thiệt thì người ta mới thả anh về. Về mừng quá, anh đến gặp ông thầy dạy học và thưa rằng may mắn hết sức, con bị người ta tình nghi bắt giam, cho đến khi thủ phạm được bắt rồi người ta mới thả con ra. Ông thầy không nói gì hết, bắt người tự đệ tử lên nằm trên giá. Thì lúc đó người đệ tử dũng như ríu lên nằm cho người bắt ma đi rồi. Người xung quanh mới bất bình nói rằng nó có ăn cắp đâu mà thầy đánh nó. Ông thầy nói là ta không đánh đâu, là đánh cái tội ăn cắp. Tại vì nếu mà nó mà ăn cắp thì nó có phải có tội chứ không có quan. Nhưng mà đánh ở đây á là tại sao giữa trong nhà người ở ngoài chợ không ăn như người ta nghi nó, tức là nó sẽ có cái tác phong nào đó để người ta nghi nó là ăn cắp. Mình là học trò thì không thể nào làm cho người ta có thể nghi rằng mình tham lam được. Như vậy thì thằng này là học trò ta mà bị người ta nghi ăn cắp, tức là nó có một cái tác phong ăn cắp. Đấm ở đây là đấm cái tác phong ăn cắp đó. Nếu nó không từ bỏ thì sau này cô chuyện nó còn bị nghi nữa. Thì người đệ tử sau khi mà ông thầy đấm rồi hướng về lại thầy cảm ơn và không một chút nào kháng cự hết. Thì chúng ta thấy người xưa họ đào tạo học trò như thế đó, có nghĩa là chỉ bị nghi thôi họ đã lấy làm ngược rồi. Tại tại sao người học trò, người học đạo thánh hiền là cái người phải nói là ngó lên không thể dưới trời, ngó xuống không thể dưới đất. À, bị người ta nghe mình ăn cắp có nghĩa là tác phong mình không đàng hoàng. Thì người thầy chỉ nghe bị nghi thôi đã đấm đòn để dạy người đệ tử. Còn mình bây giờ đó, hả, nghe con mình bị rầy hay bị đòn á, là chúng ta cứ chửi lại cái người mà nghi và cái người đấm, mà không nghĩ rằng sống cái binh vực của mình làm cho đứa bé nó hư hỏng hơn. Thành ra phải phân biệt rõ cho nó cái này, người đệ tử chỗ này đó bị đòn á là vì bị người ta nghi, có nghĩa là mình nhớ mình tác phong mình chính đáng người ta không nghi, mà tác phong mình có cái gì đó lắm la lắm lét làm cho người ta nghi, thì cái đó là cái người thầy phải chỉnh lại cho người đệ tử. Cho nên người thầy hay người cha người mẹ hồi xưa dạy con dạy học trò dạy từng cái nhân cấp nắng từng cái chỗ mà hơi công, còn mình bây giờ chỉ bỏ qua hoặc là bưng con thái quá hoặc đánh đập con để cho hả giận, điều này điều đó mới bị cực đoan không tốt. Cho nên có lẽ một lúc nào đó chúng ta phải học trở lại cái lối dạy học của ông bà mình hồi xưa, cái truyền thống tốt đẹp mà nhờ đó mà dân tộc mình được nổi danh là một dân tộc anh hùng. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta chỉ sống theo sự chi phối của lòng tự ái, lòng tham, lòng bạo vọ, thì điều đó chỉ đưa mình và gia đình cũng như là xã hội đến chỗ đổ nát thôi. Cho nên ở đây nói về cái chuyện qua tương quan giữa thầy trò, thì Phật dạy là thầy và trò phải có bổn phận với nhau. Và theo quan niệm của nhà giáo, người đệ tử, người học trò phải thương thính người thầy còn hơn là cha mẹ. Và người thầy phải cũng phải có bổn phận coi người học trò như con ruột của mình. Thì lời Phật dạy cũng giống thật như vậy. Và quan tương quan thứ ba mà Phật đề cập ở đây là chồng đối với vợ cũng như vợ đối với chồng. Thì các nam Phật tử nên lưu ý cái bổn phận chồng đối với vợ mà Phật nói ở đây. Thứ nhất là phải kính trọng vợ. Điều này tôi lúc ở trong gia đình tôi thì tôi thấy hình như những người đàn ông trong nhà không kính trọng người đàn bà. Ví dụ để ý, và quý vị quên rằng kính ở đây á là có một cái gì đó khâm phục. Kính trọng có nghĩa là khâm phục người đàn bà. Cái người mà thức khuya dậy sớm, cái người mà làm việc suốt ngày mà không bao giờ mệt mỏi đó. Những vị thánh huân của Đông Phương đều được phát thành bởi những người phụ nữ. Chẳng hạn như bà Mạnh Tử. Bà Mạnh Tử có là bà mẹ của bà, của ông Mạnh Tử, gọi là Mạnh Mẫu. Thì Mạnh Tử không phải là người mồ côi cha, nhưng mà nhờ người mẹ mà người con được thành một bậc thánh. Bà dạy con rất là hay. Khi người chồng đi đâu đứa bé đòi khóc chạy theo, người chồng nói rằng con ở nhà đi, ba đi về ba mua thịt cho con ăn.
Và tới hồi ông đi về, đứa bé mừng chạy ra thì không có gì hết, tại vì ông già chỉ qua lo thôi. Thì người vợ không bằng lòng, bà đem bà bán chiếc áo mới của bà để đưa thịt cho con ăn. Người chồng hỏi tại sao, bà nói thế này: đứa bé thường bắt chước mình hơn là nghe lời mình nói. Hồi nãy ông đi ra, nó chạy theo, ông nói ở nhà, ông đưa thịt, cho nên ở nhà nó ngâm ngóng từ sáng tới chiều, đợi ba lên thịt heo về ăn. Tới hồi ông về, không có gì hết, bây giờ thấy sự thất vọng và mất niềm tin trong đôi mắt của đứa con tôi. Thành ra thà rằng tôi hy sinh cái áo này mua thịt cho nó ăn để đem lại niềm tin cho nó, và bà bán cái áo để mua thịt cho con ăn là vì chồng đã hứa mua thịt. Từ đó về sau thì ông chồng không dám nói dối với thằng bé nữa, dù là dối để chơi hoặc là để gạt nó. Thì cho đến khi lớn lên, bằng tử đi học, đưa học ông bỏ ông chạy về. Thì bà mẹ hỏi tại sao con chạy về, ông nói học khó quá, con ở nhà với mẹ. Thì bà không nói gì hết, đưa dệt vải, bà lấy kéo bà cắt ngang cái khung dệt bà. Bà cắt như vậy thì quý vị biết là tổn thất tài sản dữ lắm. Thì Mạnh Tử mới ngạc nhiên hỏi tại sao mẹ cắt như vậy. Thì bà dạy, nếu mà bây giờ đó việc làm của mẹ khổ giải này á, mẹ dạy cho nên dệt cho đến chiều mẹ sẽ bán được số tiền lớn. Mà đang về tới đây mẹ cắt ngang thì chỉ bỏ đi chứ không làm gì hết. Thì con đi học mà con bỏ giữa đường thì cũng y hệt như vậy. Cho nên mẹ không muốn con bỏ học. Nếu con bỏ học thì ngày nào mẹ cũng cắt ngang khuôn giải như vậy, mẹ sẽ không có tiền mua gạo mua thịt cho con ăn. Mạnh Tử nghe nói như vậy thương quá, cho nên bỏ đi đến trường học không dám trốn về nữa. Thì chúng ta thấy người đàn bà dạy con như vậy cho nên được chồng kính trọng, và cả được cả dân tộc Á Đông, Trung Hoa và Việt Nam kính trọng. Và hay nhắc đến Nguyên dạy con của bà Mạnh Mẫu, bà này đáng kính trọng chứ, phải không nè. Và mình cũng thấy nè, những bức Quan Thế Âm có 32 ý quá thân, tức là ngài quá thân nam, thân nữ, thân cha, thân mẹ, vô số thân để độ chúng sinh. Nếu mà người Việt Nam và Trung Hoa, Nhật Bản mình á, thờ Đức Quan Âm với hình bóng một bà mẹ hiền. Mẹ hiền Quan Âm tức là người mẹ trong xã hội Đông Phương đóng địa vị rất là lớn. Người Nhật Bản á, họ thường ca tụng người mẹ. Ngày rằm tháng 7 á, là ngày họ gọi là ngày dành cho mẹ. Ngày đó người nào mà còn mẹ họ sẽ cài cho một đóa hoa hồng màu đỏ. Người nào mất mẹ họ cài cho một đóa hoa hồng màu trắng. Sau đó phong tục đó cũng lan rộng qua Việt Nam mình đó. Cho nên ngày rằm tháng 7 người ta hay cài hoa hồng ở trên áo. Mà tại sao họ dành cho người mẹ một địa vị danh dự như vậy? Là vì họ nói người con mà được lớn khôn, được trưởng thành và nên người hay không là do người mẹ giáo dục hết 90% rồi. Ở gần chùa chúng tôi có một cô phụ nữ, cô này làm thợ may. Cô có một thằng con trai 15 tuổi mà rất là giỏi. 15 tuổi mà vừa đi học, vừa nấu cơm, vừa chăm em cho mẹ. Và tối nó còn ngồi nó cầm cây kim luôn. Tại mẹ nó làm thợ may, ngồi luôn kim luôn cho mẹ. Thì ai xung quanh dồn cũng cười hết. Là thằng con trai mà tối nào cũng ngồi luôn kim rồi chết nút cho mẹ trong những tháng Tết. Thì tôi lại tôi hỏi, sao con không bỏ đi chơi mà con làm như vậy? Thì nó nói là ba con mất rồi, mẹ con cực lắm, làm cực khổ lắm mới có tiền đủ nuôi con với mấy em. Cho nên con phải phụ mẹ con, chứ không mẹ con làm không nổi. Thì tôi mới tìm hiểu tại sao mà đứa bé này nó lại từ chối những trò chơi mến rũ ngoài xã hội của bạn bè để ở nhà lúc thúc giúp mẹ. Trong khi người nào cũng ngạo nó hết, nó mày mà con trai mà nấu cơm, con trai mà cầm chuông như vậy là nữa con gái nó chơi nó không thèm ưng. Mà tại sao nó như thế đó? Mà nó có thể là chống cự được với sự nhóm rượu của thú vui bên ngoài để ở nhà giúp mẹ. Là vì bà mẹ ngay lúc nó mới 4 tuổi thôi, hả, lúc nào có chuyện buồn là bà tâm sự, bà than khóc với nó và đặt hy vọng nó là cái chỗ nương cho bà từ sau này. Cho nên thằng đó dù là ngay từ lúc nó còn 4 tuổi nó vẫn tâm nguyện sau này nó sẽ giúp cho mẹ bớt khổ. Cho nên quý vị thấy rõ ràng chỗ này, đứa bé nó sẽ dễ sinh lòng từ, dễ thương bố mẹ khi người mẹ thủ thủy tâm tình, trao đổi những cái kinh nghiệm sống với nó ngay từ nhỏ. Cho nên thủ thủy mẹ con thủ thủy nói chuyện với nhau và nói bằng lời dịu dàng, đó là cái cách để mình dạy con nữa. Thành ra cô này tôi thấy cô không có tài cán gì hết, nhưng mà chỉ con cái là
Khi nào cô buồn á, thì cô hay nói chuyện với con, và cô đặt hết cái niềm hy vọng cũng như là tin tưởng vào đứa con của mình. Thì đứa con nó cũng thấy ráng nó gồng mình, và nhờ đó cho nên nó là một cái tay trợ thủ rất đắc lực cho mẹ nó để nuôi đầy em. Và cũng nhờ vậy mà chống với những cái sa ngã bên ngoài. Cho nên trong những gia đình nào đang con mà cha mẹ tin tưởng nơi đứa con trưởng, hoặc là tin tưởng nơi những đứa con nào trong gia đình, đứa con này thường phấn đấu giúp ba mẹ và không hư. Và nếu mà chúng ta tin tưởng, đặt niềm tin nơi nó thì phải có sự kính trọng nó, chứ đừng có bao giờ mà giật lỗi nó trước mặt bạn bè hoặc là em út nó. Khi chúng ta học tâm sử của Phật giáo, khi Phật gia cho ni giới gia nhập vào tăng đoàn thì Đức Phật cũng đặt ra một cái điều lệ thế này, là những người phụ nữ khi gia nhập vô tăng đoàn của Phật giáo rồi, những người này tuyệt đối không được chửi tội bên tăng, có nghĩa là không được nói lỗi của những vị thầy, những vị tăng. Là tại sao? Mà những người tăng á, thì được nói lỗi và dạy dỗ bên ni, mà bên ni không được nói lỗi và dạy dỗ tăng. Là vị Phật ấn định hẳn người phụ nữ mà vô tăng đoàn là địa vị của người em. Và người vị tăng á, tức là người đàn ông tu sĩ trong tăng đoàn Phật giáo là địa vị người anh. Và khi Phật rời người anh thì người em không có mặt để giữ uy tín cho người em. Và khi Phật rời người em thì người anh lại có mặt để người anh có một bổn phận đối với người em. Cho nên quý vị mà dạy con, mà muốn cho đứa con trưởng của mình nó có thể thay mình để nó dạy con cái, đừng bao giờ nhắc lỗi nó, rầy la nó trước mặt em út nó, mà phải giữ cho nó cái địa vị nào đó để sau này nó quyền vinh thế phụ, thay cha hoặc thay mẹ dạy con. Còn nếu bây giờ trước mặt em út nó mà quý vị cứ mắng nó sáng sả hay đánh đập cho tụi em nó thấy, còn nhiều khi còn bắt em nó quánh nó để hạ nhục nó nữa, thì chính cái này làm cho anh hoặc chị trong gia đình không còn quyền. Và do không còn quyền cho nên nó không thể tiếp tay với cha mẹ mà dạy em được. Quý vị nhớ cái khéo này. Cho nên Đức Phật rất khéo cái chỗ đó. Cho bên đi có nghĩa là gia nhập tăng đoàn rồi thì bên tăng có quyền dạy dỗ, mà khi nào đó Phật dạy bên tăng thì ni không có mặt, mà Phật dạy bên ni thì tăng phải có mặt, để khi nào Phật dám mặt bên tăng thay Phật mà dạy dỗ bên ni. Do đó là cái trật tự ở trong tăng đoàn của Phật giáo từ 25 thế kỷ nay vẫn im đẹp, tươi chèo, mát mái. Thì trong gia đình mình hồi xưa cũng vậy, người trưởng huynh đó được cha mẹ tôn trọng như một người bạn trong nhà, và phải kính trọng cái địa vị đó. Như vậy thì người con trai lớn, người con cái lớn còn được kính trọng như vậy, thì bây giờ người vợ chồng cũng phải kính trọng địa vị của người vợ. Đừng bao giờ nói xấu người vợ trước mặt con cái, đừng bao giờ tỏ những lời hằn học hoặc là đánh đập vợ mình trước mặt con cái, thì vợ mới có thể thay mình mà dạy con được. Cho nên ở đây đòi hỏi điều thứ nhất là phải kính trọng vợ. Đừng tỏ những thái độ mà qua lời nói hoặc hành động mà có được cái vẻ gì hạ nhục vợ, đó gọi là không bất kính. Điều thứ ba là trung thành, có nghĩa là một hồi xưa trong xã hội hồi trước, đàn ông được năm thê bảy thiếp, người đàn bà thì chỉ được chính thiên một chồng thôi. Nhưng mà Đức Phật đòi hỏi người chồng ở đây phải trung thành với người vợ là tại sao? Truyền cổ Ấn Nhật Bản có câu chuyện thế này. Hồi xưa có hai ông bà già đó không con cái, sống cho đến khoảng 70 tuổi. Thì họ chỉ ước mơ là làm sao họ được có sức khỏe để họ nhường nhau cho đến cuối cái con đường còn lại. Và hai người đó sống rất hạnh phúc, thương yêu, kính trọng lẫn nhau, cho nên cảm động đến thần linh. Một hôm khi người chồng đi vào rừng đốn củi thì gặp một bà nữ thần. Bà này chỉ cho dòng suối Trường Sơn và biểu rằng xuống đó tắm đi. Khi ông xuống tắm đến cái độ tuổi nào mà ông muốn trẻ đó, thì ông ngừng lại, ông bước lên, ông sẽ được trường sinh trở lại. Đó có nghĩa là trở lại tuổi trẻ. Ông cụ này mới nghe theo lời xuống suối. Thì từ 70 ông trẻ 60, 50, 40, 30 cho đến đúng 25 tuổi thì ông vội vã bước lên bờ. Ông nghĩ độ tuổi này là đủ để sống rồi. Khi trở về thì chàng thanh niên 25 tuổi này, tức là ông cụ hồi sáng đó, mới mừng rỡ gọi bà vợ mình ra và nói lại. Bà vợ nghe mừng quá cho nên cũng chống gậy tất cả ra đi. Đến đúng bờ suối đó thì bà cụ mới xuống tắm. Và bà từ 70 bà cũng bắt đầu trở lại 60, 50, 40, 30 và 25. Đáng lẽ phải leo lên như lời ông chồng dặn thì bà nói thế này.
không để nhiều mau già, thôi mình ráng chút xíu nữa, trẻ vài năm nữa, cái vài bữa rủi mà mình già hơn ổng, ổng bỏ đi theo người khác thì phải uổng không? Cho bà nên bà máng riết ở hoài với dòng suối đó, tới chiều cũng chưa thấy về. Người chồng ở nhà đợi hoài không thấy vợ mình về, cho nên phải đi kiếm. Đốt đèn kiếm thì tới bờ suối thấy có đứa bé gái 3 tháng còn nằm trò tròi ở trong. Tại vì bà ham trẻ quá cho nên bà ngồi hoài, rồi tới hồi nhỏ quá leo lên không được. Thành ra ông chồng đành phải xé cái số làm một cái đải như mấy bà sẩm mà đải con đó, đải điệu cho bà vợ trở về. Thành ra ông chồng 25 nhưng mà bà vợ có 3 tháng thôi. Thì qua câu chuyện này, dân tộc Nhật Bản á, họ muốn kể về cái tấm ham trẻ của người phụ nữ nó nhi họa như vậy, trẻ quá con nít. Nhưng mà họ cũng muốn nói đến là ý nghĩa triết lý thứ hai, người chồng khi cu mang người vợ giống như tấm lòng người cha cu mang đứa con vậy. Cái gì để ý điều này? Và ở bên xã hội Trung Hoa đó, thì Đức Phật Tử sắp đàn bà qua trẻ con. Người đàn bà khi còn ở nhà thì người cha bảo bọc, khi lấy chồng á thì người chồng phải bảo bọc, nhưng mà khi người chồng mất rồi, người con trai lớn phải bảo bọc. Tại vì người phụ nữ cái thần kinh rất yếu đuối, họ khó mà chống chọi với sóng gió bên ngoài, cho nên luôn luôn phải núp bóng tòng quân, có nghĩa là núp bóng vào những cái cây tòng mạnh mẽ. Và cây tòng quân đó hoặc là người cha, hoặc là người chồng, hoặc là đứa con trai lớn của mình, phải không? Cho nên người Nhật Bản cũng nói là một đến ông chồng phải thương yêu đứa người vợ mình như một người vợ và một người con nữa, tức là phải cưu mang họ như cưu mang một đứa trẻ. Cho nên chỗ này thì không có gì buồn cho một người phụ nữ và làm họ thất vọng bằng người chồng phụ rể khinh dễ họ để đi theo một người đàn bà khác. Cho nên chỗ này Phật yêu cầu người Phật tử hay là cái người chủ gia đình mà muốn duy trì hạnh phúc trong gia đình phải trung thành với người vợ. Quý vị để ý chỗ này chứ. Về vụ này thì chắc quý vị có kinh nghiệm hơn tôi rồi. Cứ đọc mấy tờ báo mà mấy cái vụ quánh ghen tạc ách xích đồ thì biết rồi, mấy cái hậu quả nó nghiêm trọng dữ lắm. Cho nên cái có mình thêm á, nó không bù lại được với cái không. Hạnh phúc gia đình mà tan vỡ là, và con cái ly tán, bắt đầu của những cuộc đời bất hạnh đều vì những cái phút không trung thành này. Cho nên Phật dạy người chồng phải trung thành với người vợ. Điều thứ tư Phật yêu cầu ở đây cũng là điều rất đặc biệt. Ông chồng phải giao quyền hầm cho vợ. Quyền hầm ở đây không phải là quyền hầm của chồng ngoài xã hội, mà xã hội xưa đó, người đàn bà là lo tề gia nội trợ trong nhà, thì người vợ phải có quyền trong cái bổn phận của mình, và ông chồng đừng nên xen vô. Tôi có chứng kiến một cảnh gia đình, người chồng làm nghề trồng vườn, bà vợ làm việc nhà. Bà chỉ năn nỉ ông chồng là cho bà xin khoảng 1 hectare để bà trồng bạc hà, trồng ớt, trồng rau tần để bà sử dụng trong công viện bút nút của bà, mà ông chồng cũng nhất định không cho. Thì quý vị thấy người này quả là độc tài số 1 rồi. Và chuyện độc tài này chẳng những cho miếng vườn mà còn đồ đạc trong nhà nữa. Sự vướng khéo, người ta nói rằng người đàn ông xây nhà, đàn bà dựng tổ ấm, sự sắp xếp về màn cửa bàn ghế trong nhà là phải giao quyền cho người đàn bà. Thành ra ở đây Phật khuyên là cái công chuyện mà tề gia sắp xếp trong nhà đó, về ăn uống và tất cả những cái vướng khéo nên giao quyền cho bà vợ, chứ ông chồng đừng có lấn quyền qua phương diện này. Và một điều thứ năm nữa mà tôi nói ở đây chắc là các bà vợ sẽ quan hôn. Phật nói thỉnh thoảng nên sắm nữ trang cho bà vợ. Như vậy thì quý vị thấy, khi mà chúng ta đi tu á thì Đức Phật bắt cạo đầu, phải không? Và có những cái sa môn đồ cẩn thận, người ta còn cạo luôn cái chân mày nữa. Tức là cạo làm nghĩa là còn một chút xíu sắc đẹp nào quỷ hoại đi, và những màu nào mà có thể, màu hồng, màu trắng, những màu nào mặc vào nó có thể tăng sự duyên dáng xinh đẹp cho con người thì Phật biểu thấy xóa đi, có nghĩa là hoại sắc đi. Chúng tôi chỉ được mặc những màu đen tươi xấu thui thôi. Như vậy thì những người nào mà đẹp ở trong tăng đoàn của Phật, Phật gọi đó là một tai họa. Cho nên ngài A Nan là người đẹp trai nhất trong hàng môn đệ của Phật. Khi đi ra đường, Phật biểu quấn áo che kín hết chỉ vừa cái cần cổ trở lên thôi, cho đỡ nguy hiểm. Vậy mà ở đây Phật khuyên người chồng thỉnh thoảng có tiền nên sắm nữ trang cho vợ.
là tại sao? Đối với người xuất thế đó, thì giống như người mà đi qua một con đường nguy hiểm, mang nữ trang theo thì sẽ bị người ta giật và nguy hiểm đến tánh mạng của mình. Nhưng mà với người mà sống trong dòng luân hồi, tức là hàng Phật tử tại gia đó, thì cái tay giận dỗi không đánh nổi cái mặt tươi cười, quý vị thấy chứ. Cũng là âm thanh nguy hiểm, nhưng mà giữa tiếng chó sủa và tiếng nhạc á, thì tiếng nhạc làm mình hưng phấn vui vẻ, còn tiếng chó sủa làm mình nổi khùng lên. Thì cũng vậy, một bà vợ duyên dáng xinh đẹp đó sẽ làm cho ông chồng thấy đỡ quọ quọ hơn. Và người phụ nữ nó có một cái tật mà chắc bên nam giới không hiểu được. Hồi xưa khi mà tôi có đứa em dâu mới cưới về thì ông thân tôi cứ cằn nhằn hoài, nó có chồng rồi mà tại sao trang điểm, có chồng rồi mà nó cứ ưa trang điểm tâm cà lượt vét, không biết nó có cái dị tâm gì đây. Thì tôi phải về tôi can thiệp, tôi nói con gái chỉ có một thời thôi. Thì nó được ngày nào đó nó đầu bù tóc rối, con đeo đằng trước con cổng đằng sau, lúc đó tự nhiên nó hết trang điểm. Thành ra ba chưa có biết đến cái niềm vui của phụ nữ. Tôi nhớ cái thời mà tôi còn ở bên ngoài đó, mang chiếc áo mới là vui được tháng, nghĩa là không cần mà chưa bệnh vô mua dễ về là mình cảm thấy vui, tối đó là ngủ ngon rồi. Rồi mai mà nó vừa ý bệnh vô nhắm nhíp chiếc kiếm cũng thấy vui rồi. Rồi uống được cái kiểu đầu tóc cũng thấy vui, mua được chiếc nhẫn giả, đôi bông giả, đôi vòng đeo vô cũng thấy hoan hỉ dữ lắm. Thành ra niềm vui ở thế gian này rất là ít. Mà bà vợ mình vui nhờ những cái chiếc vòng hoặc là những chiếc cẩm thạch đó, mà giả sử quý vị có tiền chiếc cho bà vui đi, niềm vui này vô tội dạ, mà khi tốn tiền mình có thể nhờ bà bán được, phải không nè? Thành ra tôi nhớ hồi đó ba tôi ổng cứ cằn nhằn má tôi hoài. Ông nói tôi thấy mấy bà thiệt là kỳ vậy, mấy bà mua vòng mua vàng đeo rồi mấy bà trang điểm dòm với nhau, chứ tụi tôi đâu có dòm ba tới đó. Nhưng mà mấy bà họ ưa cái này, đó là những niềm vui vô tội dạ mà trong cuộc đời cực khổ mệt mỏi của họ. Có một chiếc nhẫn, chiếc đồng hồ, một chiếc vòng, họ cảm thấy hoan hỉ. Giống như bây giờ mình đi qua một cái cầu khỉ đi, mình không cần tay vịn, nhưng mà có cái tay vịn mình thấy vui hơn. Họ khi mà họ đi ra giữa đám cưới, đám giỗ mà bạn bè có, họ không có, họ tủi lòng. Thành ra mình cứ mua cho họ nếu có tiền. Và khi nào mà tốn tiền họ sẵn sàng bán để hy sinh cho chồng con. Thành ra tâm lý của phụ nữ rất là thích đồ trang sức, son phấn cũng như quần áo. Cho nên chỗ này Phật dạy ông chồng thỉnh thoảng nếu có tiền dư nên sắm nữ trang và quần áo cho bà vợ. Thì đó là đức Phật rất là tâm lý. Bây giờ nói về bổn phận đối với người chồng thì Phật dạy thế này, phải làm tròn bổn phận của người vợ, tức là lo lắng về những bổn phận như là nấu nướng hoặc là dạy dỗ con cái trong nhà. Thứ hai nữa là cái môi trường của người chồng đó rất là rộng, họ còn có bạn bè, còn có bà con. Và con gái mà gả đi về chồng rồi, nhà chồng rồi đó, Phật khuyên nên khéo tiếp bà con bên chồng. Nhiều khi cái hạnh phúc gia đình tan vỡ là do lời nói gia nói dơ của bà con bên chồng. Cho nên khi cái ngày mà mình trở về làm dâu gia đình bên chồng đó, thì phải coi người thân của chồng như người thân của mình. Tại vì những lời bình luận của những người này có thể phá tan hạnh phúc hoặc là làm thêm hạnh phúc cho mình. Cho nên người vợ phải khéo tiếp bà con bên chồng, phải trung thành với người chồng, khéo gìn giữ tài sản và nhanh nhẹn làm mọi việc trong gia đình cho xuân tết. Thì đó là nói về bổn phận của bà vợ. Và bây giờ đứng trong hoàn cảnh của xã hội Việt Nam mình bây giờ thì quý vị thấy người bổn phận người vợ rất là nặng nề. Hồi xưa người chồng đi làm, người vợ ở nhà nấu cơm, trông chăm nom heo gà, làm việc nhà nuôi con cái. Bây giờ bà vợ phải tiếp tay với ông chồng mới đủ để mà nuôi con. Thành ra do đó cho nên cái sức nhiều khi việc làm nặng nề quá sức khỏe của người vợ. Khi tôi đi lên bệnh viện Biên Hòa đó, làm công tác ở trên đó, trong 4.000 bệnh nhân, 3.000 là phụ nữ. Thì tôi mới hỏi ông giám đốc bệnh viện chứ tại sao ở đây bệnh nhân nữ nhiều hơn bệnh nhân nam. Thì ông nói thế này, cái cấu tạo hệ thần kinh của người phụ nữ nó yếu dữ lắm. Thành ra chỉ cần gặp một cái sốc gì đó về chuyện buồn là họ dễ đi đến cái khủng hoảng tinh thần. Và đa số những người bệnh nhân ở đây á, đều bắt nguồn từ người đàn bà mà đi đến cái chỗ mà thất vọng điên loạn, đa số đều do thiếu cái sự tiếp tay của người đàn ông. Cho nên người đàn ông hiện diện trong cuộc đời người phụ nữ rất là quan trọng. Chỗ này quý vị thấy, khi gặp một chuyện buồn, tại mất mát tài sản, thân nhiến, con cái, người đàn ông có thể
không khóc, nhưng mà người đàn bà phải khóc. Và tại sao họ khóc vậy? Là vì cái chuyện đó quá sức chịu đựng của họ. Cái hệ thần kinh họ rất yếu, cho nên dễ quạo, dễ giận, dễ vui, dễ cười. Người dễ khóc cũng người là người dễ giận, mà người dễ giận cũng là người dễ hy sinh và tha thứ. Cho nên ở đây Đức Phật đặt ra một cái bổn phận tương quan giữa vợ và chồng. Người chồng phải thương mang người vợ mình như một người em gái, như một người con. Và người vợ giúp đỡ người chồng ở vị trí của một người tớ hoặc là một người em, một người con trong gia đình. Và nói về xã hội mới của mình á, thì người vợ còn phải tiếp tay lo kinh tế với gia đình. Thành ra người chồng dễ bị tự ái, tổn thương, và người vợ dễ mệt mỏi, sinh ra quạo quọ. Cho nên gia đình luôn sáng ở chỗ này. Nhưng mà nếu chúng ta cả hai người đều là Phật tử hết thì rất dễ. Mình chỉ cần thông cảm, thông cảm, tha thứ, bao dung với nhau là sóng gió mới qua. Thì ở đây là bổn phận nói với vợ chồng. Còn riêng với bè bạn thì Đức Phật dạy người bạn đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của người Phật tử. Là vì nếu chúng ta gặp bạn lành, chúng ta dễ đi vào con đường thiện, mà gặp bạn dữ, mình dễ đi vào con đường bê tha. Ông bà mình dạy chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen, gần đẹp thì sáng. Quý vị thấy những đứa trẻ mà chơi với nhóm bạn mà dễ chữ thờ, nó sẽ bắt chước chữ thờ. Chơi với người đánh bài, nó sẽ đánh bài. Chơi với người có hiếu, nó sẽ có hiếu. Do đó cho nên ngay từ nhỏ phải chọn bạn cho con cái. Và lớn lên rồi, nếu chúng ta là một người giác ngộ thì chúng ta có thể chơi với những người hư hỏng để cảm hóa họ. Nhưng nếu mình là người thiếu ý chí thì chúng ta phải làm sao đề phòng những người bạn xấu. Thì chỗ này Đức Phật phải phân biệt cái người bạn xấu và người bạn tốt khác nhau như thế nào. Phật dạy người bạn tốt là người che chở khi mình buông lung, bảo hộ tài sản khi mình phóng túng, là chỗ nương tựa lúc lâm nguy, không né tránh khi mình gặp khó khăn, và kính trọng toàn thể gia đình mình chứ không phải là chỉ một mình. Thì đó là nói với bạn bè. Đối với chủ với tớ, Phật dạy nếu chúng ta mà muốn người làm công thì phải lượng sức của họ mà giao việc, lo cho ăn uống đầy đủ và trả lương đàng hoàng, chăm sóc điều trị khi họ bệnh hoạn, chia sớt cho họ món ăn ngon và thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép về thăm gia đình. Đó là cái cách đối với người làm công. Còn như người làm công đối với người chủ thì nên dậy trước, ngủ sau, bằng lòng với vật chủ cho, khéo làm công việc và đem danh thơm tiếng tốt đến cho chủ. Đó là bổn phận đối với là tôi giữa chủ và tớ. Còn bây giờ nói về cái quan hệ giữa thầy tổ, tức là công đạo đối với môn đồ, thì Phật dạy người đệ tử mà đã quy y một người thầy rồi thì phải có lòng từ trong thân, lòng từ trong khẩu, lòng từ trong ý, mở rộng cửa đón tiếp thầy mình và cúng dường những thứ cần thiết. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh những cái mà lòng từ trong thân, trong khẩu, trong ý. Tôi nhớ hồi nhỏ khi tôi ở gần cái chùa, có những người Phật tử đi vô trong chùa cúng dường Phật, cúng dường Chư Tăng trong đó, nhưng mà trở về nhà sẵn sàng nói xấu Chư Tăng, thì cái này gọi là chỉ có lòng từ trước mặt mà không sau lưng. Cho nên Phật dạy phải cung kính vị thầy mình thì sau lưng cũng như trước mặt, lời nói, hành động và trong tâm đừng có những cái biến nhẽ như vậy, không tốt. Và riêng đối với ông thầy đó, mà sau khi đã trao giới quy y cho học trò hay đệ tử rồi thì phải có bổn phận ngăn người đệ tử làm ác, muốn làm lầm, thương xót họ với tâm từ bi, dạy cho họ những điều họ chưa biết và giúp cho họ rõ thêm những điều mà họ đã nghe, chỉ bày cho họ con đường để được sinh lên cõi lầm là cõi trời và cõi người. Như vậy thì chúng ta thấy qua bài kinh này Đức Phật đã dạy chúng ta một cái pháp rất giản dị, là đối với những gia đình truyền thống Bà La Môn Ấn Độ, sáng mai đi ra lễ bốn phương, lễ bốn sáu phương, thì Đức Phật không giải thích là phải quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, không cần cúng dường Phật gì hết, mà Phật chỉ biểu là làm sao giữ sự tương giao tốt đẹp giữa những người xung quanh. Đó là đối với vợ chồng, cha mẹ, bạn bè, tôi tớ và thầy tổ, làm sao có những sự tương quan tốt đẹp như vậy để chúng ta sống biến cải cõi đời chúng ta để thành một cõi đời hạnh phúc, thì đó là làm tròn lời Phật dạy, hay đó là phép lễ sáu phương. Thì bài kinh này nó cũng giống như cái cách xử thế của ông bà mình dạy vậy đó, tức là làm sao sống tương quan giữa người với người cho tốt đẹp. Thì trong phần mà dạy về tam quy và ngũ giới tôi đã phân tích rồi, thì riêng ở đây tôi chỉ
Bổ túc thêm một điều mà hồi nãy tôi nói, nguyên do nào làm cho con người đi đến chỗ cờ bạc, rượu chè, say sưa và đi vào con đường phóng túng, có thể tổn hại đến thân mạng và tài sản của mình. Hai nguyên do thứ nhất á, là do bạn xấu rủ rê, thứ hai á, là do có những cái buồn khổ nào đó mà chúng ta qua không được. Thì về bạn xấu á, thì hồi nãy Phật có dạy mình phân biệt những người bạn mà khen trước mặt, chơi sau lưng, ở nơi đây Ngài chia ra tới 6 loại bạn xấu. Những bạn xấu là như thế này, là chúng ta phải tránh xa. Thứ nhất là người á, mà vật gì cũng lấy, tức là đến nhà mình nó là chỉ muốn cho cái gì á, mà mình đưa họ cũng quên hết. Thứ hai, người hay nói dối. Thứ ba, người hay nịnh hót. Thứ tư là người tiêu tài phung phí, người vật gì cũng lấy, bình nên giao thiệp với họ, họ là hạng xin ít xin nhiều. Trời, có nghĩa là làm để mưu lợi cho mình, trong cuộc tương giao mình với họ luôn luôn họ lấy phần hơn, thì cái hạng này là loại hạng tính toán, thì chỉ một hai lần giao thiệp chúng ta thấy đủ rồi, đừng tiếp tục nữa. Còn người chỉ biết nói giỏi, tức là tỏ lộ thân tình vì việc đã qua, tỏ lộ thân tình vì chưa đến, mua chuộc tình cảm bằng sáu ngữ, nhưng mà lúc chúng ta có việc cần thì họ lắm mặt không giúp đỡ, tức là họ chỉ hiếu thương thôi. Hạng thứ ba là kẻ nịnh hót, tức là chúng ta làm bất cứ điều gì họ cũng khen hết, việc quấy, việc thiện gì họ cũng khen, và nhất là đồng ý với việc ác, không đồng ý việc thiện, họ khen trước mặt mình, họ chê sau lưng, thì hạng này đừng nên chơi. Hạng thứ tư là hạng tiêu xài xa xỉ, hạng mê rượu, hạng du hành đường phố phi thời, la cà đình đám hiếu diện, đam mê cờ bạc. Những hạng này mà giao tiếp thì họ sẽ làm hư hỏng mình. Và những bốn loại bạn cần nên chơi, đó là loại bạn giúp đỡ, họ che chở mình khi mình vô ý phóng dật, che chở của cải cho mình khi mình vô ý, là chỗ nương tựa cho ta khi ta sợ hãi, sẵn sàng giúp đỡ của cải khi ta cần thiết. Loại hạng thứ hai, bạn thứ hai là hạng bạn chung thủy, là lúc khổ khi vui, cho mình biết điều bí mật, giữ kín những điều bí mật của mình, không bỏ lúc khăn khó, dám hy sinh đến thân mạng và tài sản cho mình, gọi là bạn chung thủy. Hạng bạn thứ ba là bạn khuyên điều lợi ích, ngăn làm ác, khuyến làm thiện, chỉ cho mình những điều chưa biết và làm sáng tỏ những điều mình đã nghe, giúp mình biết con đường sinh về cõi lầm. Hạng thứ tư là hạng bạn thương tưởng, tức là hạng khi thấy mình gặp bạn nạn họ không vui, và khi thấy mình gặp may họ tùy hỷ. Khi thấy ai nói xấu mình họ ngăn lại và khuyến khích những ai khen ngợi mình đúng việc, thì hạng này gọi là hạng thương tưởng. Như vậy thì Phật chỉ khuyên chúng ta kết nghĩa với những người hay giúp đỡ, người chung thủy, người khuyên mình làm lành và người mà chia vui sẻ buồn với mình. Còn riêng những người bạn mà nói dối, nịnh hót và chỉ mưu lợi cho mình á, thì những hạng này nên xa lắm. Đó là như vậy thì những điều mà làm chúng ta hư hỏng á, là bạn. Điều thứ hai nữa là buồn khổ. Thì cái buồn khổ ở đây á, theo như triết học có phân tích thế này: con người ta được sống trên đời này có hai cái thị dục mà nếu không thể thỏa mãn, người đó có thể đi đến cái chỗ hủy hoại cơ thể. Cái thị dục mạnh nhất á, trong triết học gọi đó là nó dục sắc dục hay là tình yêu. Cái thị dục thứ hai là ham quyền hành của cải xuất xứ. Và nói theo nhà Phật á, thì bốn cái khổ có thể đưa chúng ta đi đến chỗ hủy hoại thân thể hay hư hỏng, đó là cầu không được, hoặc là những người thương phải chia lìa, những người oán phải gặp gỡ, và thân thể bệnh hoạn chẳng hạn. Thì khi gặp những trường hợp này chúng ta dễ đi qua cái hư hỏng hoặc là phóng túng. Thì những điều đó chúng tôi đã phân tích khi mà chúng ta học về tứ đế rồi. Bữa nay tôi chỉ để còn thì giờ để đề cập đến một vấn đề, là vì nó sẽ có thể chi phối hết toàn thể cái sinh hoạt của nhân loại mình, và có thể đưa người ta đến chỗ coi như hủy hoại thân thể, hoặc là điên khùng, hoặc là đi qua cái đam mê rượu chè cờ bạc, đó gọi là thất tình. Quý vị để ý điều này. Mà thất tình ở đây á, nếu mà nói theo chữ Hán, thất tình là bảy mối tình. Mà thất tình của tôi nói đó là sự mất tình, tức là mất người mà đầu tiên hồi nãy tôi đề cập là cô gái, tức là đầy đủ tất cả tiền bạc tài sắc và cho mẹ thân những người đầy đủ hết, nhưng mà khi cô yêu một người mà bị cản trở thì cô đi đến chỗ nguyên sinh.